Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, thân mẫu của mẹ Nấm, hiện phải chăm sóc cho hai đứa cháu ngoại và là người phải thăm nuôi con gái trong trại tạm giam. Cũng như suốt bao năm qua, từng một số lần phải đi đòi con khi bị công an sách nhiễu, bị buộc đi làm việc qua hình thức mà nhiều người thừa nhận là bắt cóc. Bà Tuyết Lan nói rõ quan điểm của bản thân bà đối với những hoạt động của con gái trong thời gian qua. Giúp đỡ người khác là bổn phận. Nếu mình làm ở một cái xã hội dân chủ tự do chuyển ra một cái chuyện bình thường, nhưng mà con tôi làm những cái việc bình thường ở xã hội bất bình thường và cái giá phải trả là tù đầy ạ. Những người từng hoạt động cùng blogger mẹ Nấm đều thừa nhận về những đóng góp của cô cho phong trào đấu tranh chung như thừa nhận của anh Dương Đại Triều Lâm. Tôi đánh giá rằng những cái việc làm của blogger mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã tác động rất là lớn, và đó là một trong những cái động lực cũng như là một trong những người đã khơi dậy trong cái cá nhân tôi cái việc mà tôi lên tiếng cho các cái vấn đề về tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Cựu tù chính trị Phạm Thanh Nghiên trình bày lại một số hoạt động đáng chú ý của blogger mẹ Nấm. Thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có thể nói rằng là một trong những blogger mạnh mẽ cho cái vấn đề bảo vệ môi trường và phản đối công ty Formosa xả thải ra gây cái thảm họa môi trường Việt Nam. Cô Trịnh Kim Tiến, con của một nạn nhân bị công an đánh chết và từ đó tham gia công tác xã hội, cũng có nhận xét về blogger mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chị Quỳnh đã từng nhiều lần tham gia biểu tình chống Trung Quốc cũng như là viết bài về những cái nguy cơ tiềm ẩn của việc mà Trung Quốc đang lăm le vào đất nước mình. Ngoài ra thì chị Quỳnh còn tham gia rất là nhiều hoạt động dân sinh khác liên quan đến môi trường. Đây cũng là có thể là một lý do chính mà khiến chị bị bắt. Nhà hoạt động Dương Đại Triều Lâm nói rõ biện pháp bắt giữ blogger mẹ Nấm do lực lượng chức năng tiến hành Việt Nam xuất phát từ nỗi lo sợ của Hà Nội trước những tiếng nói công khai về các vấn đề hiện nay của đất nước. Mặc dù trước đó có rất là nhiều lần chính quyền đã đe dọa bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng mà blogger mẹ Nấm đã không chịu im lặng. Và những gì mà chị lên tiếng đã được sự hưởng ứng cũng như là tác động rất là lớn đến suy nghĩ của tầng lớp trẻ cũng như là nhiều cái tầng lớp khác ở trong Việt Nam, và đã khơi dậy một cái làn sóng đấu tranh rất là mạnh mẽ ở Việt Nam trong những năm gần đây, và điều đó đã làm cho chính quyền cảm thấy rằng là họ rất là lo ngại. Xin được nhắc lại, vào ngày 10 tháng 10 năm ngoái, blogger mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa bắt sau khi cô cùng mẹ của Facebooker Nguyễn Hữu Quốc Duy đang thụ án tù tại trại Sông Lô, tỉnh Khánh Hòa đến đòi quyền được thăm nuôi tù nhân lương tâm này. Cơ quan chức năng đưa lệnh bắt blogger mẹ Nấm với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Lần đầu tiên cô bị bắt 10 ngày để thẩm vấn là vào tháng 9 năm 2009, khi đưa ra những áo thun có in dòng chữ phản đối Trung Quốc xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, cũng như phản đối dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên hủy hoại môi trường. Cô từng bị lực lượng công an và an ninh bắt giữ và làm việc nhiều lần, như vào tháng 5 năm 2013, sau khi cô phát bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và bóng bay ghi dòng chữ quyền của con người phải được tôn trọng. Nhóm của cô cũng bị tạm giữ vào tháng 4 năm 2014 trước khi có thể thực hiện cuộc thảo luận với chủ đề Công ước chống tra tấn và vấn nạn công dân chết trong đồn công an. Trong năm 2015-2016, blogger mẹ Nấm tham gia một số cuộc biểu tình và cũng bị bắt, bị đánh, như trong các cuộc biểu tình đòi tự do cho các tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Ngọc Trà và phản đối Formosa gây thảm họa môi trường cá chết. Cô từng bị ngăn chặn, không cho rời khỏi Nha Trang trong một số dịp. Cô bị ngăn không cho xuất cảnh vào giữa tháng 12 năm 2013. Dù bị ngăn chặn trong nước như thế, nhưng hoạt động của blogger mẹ Nấm được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận. Đó là Human Rights Watch trao cho cô giải thưởng Helmen Hamet năm 2010. Đến năm 2015, cô nhận được giải thưởng Người bảo vệ quyền dân sự của tổ chức Civil Rights Defenders. Dù được các tổ chức trao giải, nhưng cô không thể đi nhận vì tương tự như nhiều các nhà hoạt động xã hội khác tại Việt Nam, cơ quan chức năng Hà Nội không cho họ rời khỏi nước. Thưa quý vị, ngay sau lần Hà Nội bắt giam blogger mẹ Nấm vào đầu tháng 10 năm ngoái, nhiều tổ chức theo dõi nhân quyền và cơ quan ngoại giao các nước lên tiếng thúc giục chính quyền Việt Nam trả tự do ngay cho nhà đấu tranh này. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách khu vực Đông Á Thái Bình Dương, Katina Adams, ngay sau khi blogger mẹ Nấm bị bắt một ngày vào ngày 11 tháng 10 năm ngoái nêu rõ,
Xu hướng bắt bớ và tuyên án các nhà hoạt động ôn hòa gần đây là rất đáng quan ngại và gây hại khỏa lấp tiến triển về nhân quyền tại Việt Nam. Kính mời quý vị và các bạn bấm nút đăng ký theo dõi ngay bên cạnh để nhận được cập nhật về tất cả các bản tin và phóng sự tại kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi các video của chúng tôi trên các phương tiện mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!